ủ tỉ tỉ món ngon. Đúng món phải khẩu. Bắp bắp bắp. Đây đây coi này. Đây đây đây, bắp thử xem. Đi vào gọi bố Miền dậy đi. Gọi bố Miền dậy làm thịt gà đi con. Để kêu bố Miền dậy, kêu vào kêu bố Miền dậy. Bố Miền ơi, thịt gà. Con ơi đi dép hả con? Ô không đi dép hả? Ô. Ông đi con. Bác phải đi đóng tiền điện. Nhà bác hết nhiều tiền điện không? Nhà bác ta tiền gác này hết 280. Đây anh ở đi. Đưa đồ nên nó khóc rồi. Gà nó chắc lắm. Khiếp dài thế. Cái này phải hầm đến lần nữa đấy. Ừ, gà 3 năm hầm lần nữa cho Miền đi. 3 năm. Gà 3 năm. Gà nuôi 3 năm ăn một lần. Em hầm một lần nữa.
Chín rồi. Bác ơi ăn cơm nha. Thịt gà chín rồi. Mẹ lấy cho bác ăn trước. Đã ghê. Cái nước bơm của mình là nhằm vệ sinh, còn nước ăn mình cũng cơm. Ăn nước mưa với chủ yếu lên kia. Chân ngon à? Chân gà nhà ngon. Mỗi người một cái chân. Góc ông mỗi chân này. Nhìn đấy. Nước canh ngọt lắm. Cái món này lòng xào với cái chi đây em? Lá đắng đó. Đắng à? Ừ. Ui tuyệt vời, món ngon. Ngon đúng món hơi khẩu. Ngon.